Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn bài thuốc chữa đau thần kinh tọa. Bài thuốc gồm các vị như sau: ngưu tất 30g, tục đoạn 30g, tầm gửi cây dâu 30g, bọc qua 15g, độc hoạt 15g, đào nhân 10g, hồng hoa 10g. Các vị thuốc trên các bạn có thể mua tại cái tiệm thuốc bắc. Riêng cái vị ngưu tất, vị tầm gửi cây dâu là những vị thuốc quý. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0932340345 để mua các vị thuốc như đào nhân và hồng hoa. Thì các bạn nên mua những hiệu thuốc uy tín, vì cái vị đào nhân là hay bị làm giả, vị hồng hoa là hay mua nhầm vào cái vị hoa hồng. Hồng hoa đây là vị thuốc của Trung Quốc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để xem được nhiều thuốc hay hơn. Trong trường hợp không mua được các vị thuốc thì các bạn có thể liên hệ với tôi thì chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn về các vị thuốc. Xin cảm ơn các bạn. Tôi sẽ giúp đỡ các bạn về các vị thuốc. Xin cảm ơn các bạn.